Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 22 tháng 9, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Nhiều ca bệnh Whitmore đã được phát hiện tại một số địa phương. Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cộng đồng phòng chống bệnh Whitmore. Mô hình nhà tôi có bình chữa cháy đã được các cơ quan ban ngành, các địa phương trên địa bàn phát động để mà thực hiện và người dân hưởng ứng. Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn cho các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp vào vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023. Tại khóa tập huấn, cả ý tưởng dự án chọn vào vòng bán kết đã được các chuyên gia hướng dẫn cách thức thực hiện và trình bày ý tưởng dự án ngắn gọn, khoa học và một số kinh nghiệm khi tham gia dự thi. Khóa tập huấn còn trang bị cho các tổ chức, cá nhân những kỹ năng về thuyết trình, định vị sản phẩm, thị trường, lập kế hoạch cho các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các chuyên gia khởi nghiệp còn trao đổi, giải đáp các thắc mắc của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân để hoàn thiện phần trình bày một cách thuyết phục nhất. Bên cạnh đó, còn tư vấn về cách thức thể hiện, phản biện trưởng giám khảo, tư vấn những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp cận các điều kiện, cơ hội để khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp trong tương lai của các chuyên gia khởi nghiệp. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thiết kế logo biểu trưng thị xã Hương Thủy. Diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, ban tổ chức đã nhận được 57 tác phẩm của 19 tác giả đến từ 8 tỉnh thành phố trong cả nước, gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các tác phẩm đều đảm bảo thể lệ cuộc thi. Trải qua hai vòng thi, trong đó vòng 1, ban giám khảo chấm điểm với sự tham gia của các chuyên gia nghệ thuật có chuyên môn cao về mỹ thuật, hội họa, thiết kế. Kết quả đã lựa chọn 4 tác phẩm vào vòng 2. Sau khi có kết quả chấm thi, ban tổ chức đã tiến hành tổ chức hội thảo lấy ý kiến về các tác phẩm nhằm điều chỉnh một số chi tiết phù hợp với đặc thù truyền thống của địa phương. Kết quả giải nhất thuộc về tác giả Lê Công Đào, Đà Nẵng, tác giả Võ Doãn Tuấn, Nghệ An giành giải nhì. Giải ba được trao cho hai tác giả Hoàng Thị Thu Thảo, Quảng Nam và Trần Giang Nam, Long An. Chuyển sang những tin tức khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi cảnh báo liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng sàn giao dịch chứng khoán chưa được ủy ban cấp phép. Cụ thể, hiện có một số tổ chức, cá nhân đặt tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép tổ chức vận hành các ứng dụng sàn giao dịch chứng khoán trái phép, trong đó có các sàn như Get.io, Goldfinger Finance, Việt Diamond Stock và Wallet9.com. Thông qua mạng xã hội, nhóm người liên quan đã kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD, SCC, khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi nhận được những lời mời gọi tham gia. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Phương án 1, công chức viên chức nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán 2024, công chức viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần. Phương án 2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Theo đó, công chức viên chức nghỉ từ ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Với phương án này, dịp Tết Nguyên đán, công chức viên chức cũng sẽ được nghỉ 7 ngày. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cả hai phương án đề xuất đều có số ngày nghỉ bằng nhau, nhưng đề xuất chọn phương án 1 vì đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Tận dụng vào thời gian cao điểm mua sắm, tiêu thụ hàng hóa dịp Tết Trung thu, các gian thương đã tìm nhiều cách để nhập bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài về thị trường Hà Nội với số lượng lớn. Tuy nhiên, những sản phẩm 3-0 này, tức là không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tin vào lời quảng cáo, chị Minh Nguyệt ở quận Long Biên đã đặt mua 3 chiếc bánh trung thu 200g chỉ với giá 16.000 đồng một chiếc trên một trang thương mại điện tử. Kết quả, khi nhận được hàng, chất lượng của những sản phẩm giá rẻ này khiến chị vô cùng thất vọng. Thì khi mà đặt về tôi thấy có một số loại thì sẽ có mùi ẩm mốc,
và tôi thấy có mốc trắng thì khi cái vị thì nó lại không được như tôi mong đợi. Đấy, thì cũng lo lắng về cái chất lượng, thì không biết là các cái sản phẩm khác thì như thế nào. Nhưng chiếc bánh trung thu không khó tìm mua trên các hội nhóm bán hàng online mỗi khi gần đến Tết Trung thu. Và đây, khoảng hơn 1 tấn bánh kẹo nhập lậu gồm nhiều loại khác nhau. Chủ kho nhập về chưa kịp xẻ lẻ tiêu thụ thì bị phát hiện tịch thu. Tại vì tôi thấy nhu cầu ăn vặt hiện ra giờ càng cao nên là tôi nhập trên các người ta bán ở trên mạng, xong rồi tôi nhập trên các cái trang về xong lại chia nhỏ ra. Nhưng chiếc bánh được nhập với giá siêu rẻ từ 700 đồng đến 5.000 đồng một chiếc, có đủ vị khác nhau nên nhiều người đua nhau nhập về kinh doanh kiếm lời. Bánh kẹo nhập về còn được bảo quản trong nhà kho chật chội, ẩm thấp với điều kiện không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Đối tượng là thuê các công ty vận chuyển, công ty giao hàng để vận chuyển qua từ địa bàn Lạng Sơn hoặc Quảng Ninh về thành phố Hà Nội. Đấy, thường thì các đối tượng là sẽ sử dụng cái tên qua mạng, tức là sử dụng tài khoản để đặt qua app. Đấy, bây giờ hiện nay là cái hoạt động vận chuyển hàng hóa thì cũng các công ty cũng áp dụng được công nghệ nhiều. Tính riêng tháng 9 năm 2023, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 12 vụ việc liên quan đến mặt hàng bánh trung thu. Hàng hóa vi phạm là 7.592 sản phẩm bánh trung thu, bánh trứng chảy các loại. Đây là hàng vi phạm xếp vào loại bánh kẹo 30, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm và không hề có hàng sử dụng. Hầu hết các mặt hàng bánh trung thu kinh doanh không rõ nguồn gốc và nhận được nguồn lậu từ nước ngoài đều đi được thực hiện bán online, cho nên việc kiểm soát cực kỳ khó khăn. Đối với những cái sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là bánh trung thu trong để phục vụ trong cái đợt trung thu, thì các sản phẩm không rõ nguồn gốc rất không rõ chất lượng, rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Do cái nhu cầu lớn trong một thời gian ngắn, cho nên dẫn đến là nhiều tổ chức cá nhân đã lợi dụng để mà trà trộn đưa các cái bánh trung thu kém chất lượng cũng như là không rõ nguồn gốc xuất xứ vào để tiêu dùng. Nếu như không có sự nhận thức đầy đủ thì sẽ mua phải những cái sản phẩm mà là hàng giả, hàng kém chất lượng. Và đây, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã đưa ra hướng dẫn cách chọn bánh trung thu an toàn. Người tiêu dùng chỉ nên mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không được đối tượng, liều lượng theo quy định. Tại Việt Nam, bệnh Whitmore xuất hiện rải rác qua các năm tại một số địa phương và các ca bệnh gần đây nhất được phát hiện tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, trong đó đã có trường hợp tử vong. Trên cơ sở đó, ngày 22 tháng 9, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cộng đồng phòng chống bệnh Whitmore. Theo Bộ Y tế, bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn gây ra. Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và lây truyền chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước bị nhiễm khuẩn. Hiện chưa có bằng chứng về việc lây truyền vi khuẩn từ người sang người hoặc từ động vật sang người. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và có thể tử vong do biến chứng viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Để chủ động phòng bệnh Whitmore, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp như sau: hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng; không tắm gội, bơi, ngập lặn ở các ao hồ, sông tại gần nơi bị ô nhiễm; sử dụng đồ bảo hộ lao động, giày, ủng, găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ở ngoài trời, tiếp xúc với đất, bùn và nước bẩn; đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng; thực hiện ăn chín uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết. Khi nghi ngờ bị nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời. Sáng nay, đoàn trường Đại học Y Dược Đại học Huế đã tổ chức diễn đàn y học dự phòng trẻ lần thứ tư năm 2023 với quy mô toàn quốc. Chủ đề diễn đàn năm nay là xu hướng bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Diễn đàn dành cho các cán bộ y tế, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, học viên công tác trong lĩnh vực y học dự phòng, y tế công cộng, sau đại học trên toàn quốc nhằm trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm nghiên cứu. Xuyên suốt trong chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động học thuật và khoa học như tham luận chuyên đề về sức khỏe môi trường, tác động của biến đổi khí hậu đến bệnh truyền nhiễm, chủ đề tổng quan về bệnh truyền nhiễm và các bệnh mới nổi, chủ đề tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học, mô hình nghiên cứu trong lĩnh vực truyền nhiễm, báo cáo khoa học của các đơn vị bằng. Thông qua diễn đàn lần này,
hình thành cộng đồng các nhà khoa học trẻ, thúc đẩy hợp tác và kết nối với các chuyên gia, xây dựng những đề án nghiên cứu có tính khả thi, phục vụ cho sự phát triển của y tế Việt Nam nói chung và ngành y học dự phòng, y tế công cộng nói riêng. Tiếp tục với các tin tức hoạt động diễn ra trên địa bàn. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản quê hương là chủ đề của hội thi rung chuông vàng đã được Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức tại trường Trung học phổ thông Vân Xuân, xã Vân Xuân, huyện Phú Vang. Trải qua nhiều câu hỏi với nội dung xoay quanh về luật thủy sản, các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ, vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Gần 100 em học sinh cũng như cộng đồng ngư dân địa phương đã được truyền tải những thông điệp đơn giản, gần gũi về hoạt động bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thủy sản biển đầm phá, sông ngòi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho cá nhân, tập thể đạt thành tích cao. Qua cuộc thi, các em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực đến bố mẹ, người thân, những người đang khai thác thủy sản tại địa phương để hướng tới chấm dứt tình trạng khai thác tận diệt trên đầm phá quê hương. Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức hội thi làm lồng đèn với chủ đề Lồng đèn truyền thống Việt Nam. Tham gia hội thi có hơn 600 học sinh đến từ 15 đơn vị trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế, gồm Trung học cơ sở Chu Văn An, Đặng Văn Ngữ, Hùng Vương, Nguyễn Chí Diệu, Phạm Văn Đồng, Thẩm Nhất, Trần Cao Vân, Duy Tân, Tổ Hữu, Lê Hùng Phong, Phan Sáu Năm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hoàng, Phú Dương và trường Trung học cơ sở Trần Phú. Theo đó, mỗi trường có 20 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 em tham gia làm lồng đèn. Trong thời gian 180 phút, các em sẽ thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật trên khung tre và các sản phẩm thân thiện với môi trường như đèn ông sao, đèn cá chép, đèn các con vật, đèn đũa, xoay quanh chủ đề về phong cảnh đất nước Việt Nam, các di tích lịch sử của Huế. Sau khi kết thúc hội thi, 300 tác phẩm sẽ được trưng bày tại địa điểm phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và được lựa chọn tham gia lễ rước đèn Trung thu vào chiều ngày 25 tháng 9 và lễ hội lân sư rồng rước đèn Trung thu vào chiều ngày 26 tháng 9 do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức. Tại trường Trung học phổ thông Phú Bài, tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương học sinh ba tốt và học sinh ba rèn luyện năm học 2022-2023. Đây là những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Phong trào học sinh ba tốt và học sinh ba rèn luyện được Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai sâu rộng trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh sống đẹp, sống có ích, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Tại lễ tuyên dương, ngoài danh hiệu học sinh ba tốt được trao cho 29 học sinh có thành tích tiêu biểu trên các mặt học tập, đạo đức và thể lực, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã trao danh hiệu học sinh ba rèn luyện cho một học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tay nghề và thể lực trong năm học 2022-2023. Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc phối hợp với tổ chức Zishan Foundation Taiwan tổ chức trao học bổng và tặng thưởng đợt 2 năm học 2023 cho học sinh vượt khó trên địa bàn. Đợt này, tổ chức Zishan Foundation Taiwan trao tặng học bổng và tiền thưởng cho 110 học sinh vượt khó với tổng trị giá hơn 83 triệu đồng tiền mặt, trong đó trao 91 suất học bổng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Trao 19 suất học bổng cho học sinh trung học phổ thông, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Trao 6 phần thưởng chuyển cấp cho học sinh lớp 9 lên lớp 10, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trao 19 phần thưởng cho học sinh giỏi, mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Trao 78 phần thưởng cho học sinh khá, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Bên cạnh đó, mỗi em học sinh còn nhận được một phần quà trị giá 300.000 đồng gồm sách và truyện. Những phần quà Tết Trung thu ý nghĩa của các tổ chức, đơn vị cũng đã được trao cho trẻ em khuyết tật và các bệnh nhi trên địa bàn. Nhằm chia sẻ những khó khăn bất hạnh trong cuộc sống với các trẻ em mù và bị đa khuyết tật đang sinh sống, học tập tại cộng đồng và Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp Trẻ Em Mù thuộc Tỉnh hội Người Mù Thừa Thiên Huế, trong dịp đón năm học mới và đón Tết Trung thu năm 2023, Đoàn Chùa Vàng Đức đã đến thăm tặng quà cho 73 cháu là trẻ em mù đa khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng cho Trung tâm Hướng nghiệp Trẻ Em Mù Thừa Thiên Huế 2 tạ gạo, 10 thùng mì tôm và dầu ăn. 100 phần quà gồm sữa và bánh trung thu, mỗi suất trị giá 600.000 đồng đã được trao đến từng tay các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi Bệnh viện Trung ương Huế, với mong muốn tạo cho các em một mùa Tết Trung thu ấm áp, đầy tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Những món quà trung thu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa trực thực, góp phần động viên các cháu cùng gia đình vượt qua nỗi đau bệnh tật.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn về việc tăng cường quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống quốc lộ, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông quốc lộ, cao tốc, đoạn thuộc địa bàn quản lý, đồng thời chỉ đạo cơ quan, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp xã tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên tuyến cao tốc, quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện và quản lý theo phân cấp và thẩm quyền đã được quy định, phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải, khu quản lý đường bộ để phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ, xử lý nghiêm đối với các vi phạm đã được các cơ quan, đơn vị của ngành giao thông phát hiện, lập biên bản vi phạm, tăng cường tổ chức tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ đất dành cho đường bộ và phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Đối với việc đầu nối trên quốc lộ, Sở Giao thông Vận tải chủ trì ra soát lại các điểm đầu nối trên quốc lộ để ban hành quyết định phê duyệt điểm đầu nối, phối hợp với công an tỉnh chỉ đạo lực lượng liên ngành tăng cường công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát, siết chặt công tác quản lý xe quá tải, tình trạng hoán cải, cơi nới thành thùng xe theo kế hoạch được duyệt. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, phong trào thi đua xây dựng mô hình nhà tôi có bình chữa cháy đã được các cơ quan, ban ngành, các địa phương trên địa bàn phát động, đẩy mạnh thực hiện và người dân hưởng ứng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Lê Thị Thủy Nga là hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn phường Phú Hội, thành phố Huế. Trước đây, việc phòng chống cháy nổ chưa được gia đình chị quan tâm. Khi được Ủy ban nhân dân phường vận động từ trang bị bình chữa cháy, chị đã sắm cho nhà mình một bình chữa cháy và đặt ở vị trí thuận tiện nhất khi cần sử dụng. Không chỉ mua bình chữa cháy, chị Nga còn vận động cả hộ dân xung quanh cùng mua để phòng cháy chữa cháy hiệu quả hơn. Là một hộ kinh doanh nên việc phòng cháy chữa cháy là tôi rất là ý thức và tích cực tham gia cái phong trào mà toàn dân phòng cháy chữa cháy. Hộ gia đình chúng tôi là đã trang bị một bình chữa cháy và tiếp tục vận động tất cả các hộ dân ở lân cận trang bị cho mỗi hộ ít nhất là cũng một bình chữa cháy để mà phòng và chống cháy. Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy mới chỉ dừng lại ở các khu chung cư, nhà cao tầng mà thiếu hoặc rất ít quan tâm đến khu dân cư đơn thuần. Chính vì thế, việc triển khai mô hình mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy rất cần thiết trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp như hiện nay. Bởi mỗi gia đình nên tự trang bị cho mình ít nhất một phương tiện chữa cháy thì công tác phòng cháy chữa cháy ban đầu sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra. Hộ gia đình tôi thì đã trang bị hai bình chữa cháy, một bình thì để ở ngay cầu thang tầng 1, một bình là ở ngay cầu thang tầng 2. Ngoài ra bản thân tôi là cũng đã được đi tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy của Ủy ban nhân phường, đặc biệt cách sử dụng bình thì tôi là cũng sẽ đã hướng dẫn lại cho các thành viên trong gia đình sử dụng để khi có sự cố cháy xảy ra thì có thể nhanh chóng sử dụng bình để dập tắt lửa. Sức mạnh của người dân là quyết định và là cội nguồn của cái sự phát triển. Họ tự bảo vệ họ chính là bảo vệ cộng đồng. Và không hơn ai hết là mỗi gia đình là phải có các thành viên chữa cháy. Mô hình này với cái mục đích này thì chúng tôi cũng muốn lan tỏa là thứ nhất là kiến thức về là phòng cháy chữa cháy. Thứ hai là có sự đầu tư của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn phường. Nhiều tổ chức, cơ quan doanh nghiệp đã phát động mỗi gia đình từ trang bị bình chữa cháy đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phong trào được phát động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công nhân viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó, mỗi gia đình tự trang bị tối thiểu một bình chữa cháy để đề phòng rủi ro, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống cháy nổ. Là một cái doanh nghiệp của tỉnh, với chúng tôi ý thức được cái tác hại nếu chúng ta không làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy này, thì Huế Cô là một đơn vị có truyền thống làm tốt cái việc này. Và rất là nhiều năm qua thì chúng tôi xác định các cái bốn tại chỗ thì hưởng ứng cái phong trào của tỉnh ấy, thì chúng tôi cũng đã quán triệt là mỗi thành viên, mỗi gia đình, cán bộ nhân viên của Huế Cô sẽ tiếp tục lan tỏa, sẽ tiếp tục là làm rõ cái ý nghĩa này đối với người thân, bạn bè để giúp. Đó là một cái cách mà chúng tôi là muốn đồng hành cùng với tỉnh để mà thực hiện thành công kế hoạch 299 của Ủy ban trong cái thực hiện là vừa cái công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và cái phong trào mà nhà tôi có bình chữa cháy nói riêng. Có thể thấy, mô hình mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy được phát động đến từng hộ dân
nhằm lan tỏa trong từng ngôi nhà, khu dân cư trên địa bàn, để mỗi người dân đều sẵn sàng vào vai trò chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả do cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay, ban ngày trời nắng, chiều tối ở vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt độ dao động nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng và Nam Đông từ 33 đến 34 độ, huyện A Lưới 30 đến 31 độ, độ ẩm từ 62 đến 95%. Khu vực biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m. Hình thái thời tiết này sẽ còn tiếp diễn trong ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, sang ngày 25 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nên nhiệt độ giảm dần.